Mến chào quý khán giả đang xem kênh qua màn ảnh nhỏ. Mến chúc quý khán giả ngày đầu tuần được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, xem kênh vui, nhiều thú vị. Cây ớt hiểm trồng sau nhà, ra hoa cho trái quanh năm. Thân lá xanh tốt, ra hoa cho trái chịu cành. Cây ớt hiểm trồng sau nhà mình có chiều cao 2 mét. Vào một ngày mình ra cây ớt hiểm mình hái ớt, và mình nhìn thấy ở chính giữa thân cây ớt hiểm có một tổ ong ruồi, đóng tổ rất to ở giữa thân cây ớt. Mến chúc quý khán giả xem kênh vui và nhớ nhấn nút đăng ký ở phía dưới màn hình để vào xem những video kế tiếp.